Ngày 31 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chính thức cho thông toàn tuyến đèo Prenn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho phép tất cả các phương tiện giao thông, trừ ô tô tải, được lưu thông hai chiều trên tuyến đèo Prenn với vận tốc không quá 60 km/h. Tuyến đèo Prenn dài hơn 7 km, sau khi được nâng cấp, mở rộng sẽ có bề rộng mặt đường 14m với 4 làn xe. Đèo Prenn không chỉ là cửa ngõ quan trọng ra vào thành phố Đà Lạt, mà còn là cung đường có nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường đèo Prenn góp phần phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch và quốc phòng an ninh tại thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng. Đặc biệt, tuyến đường đèo Prenn sau khi được nâng cấp, mở rộng đã được cải thiện các khúc cua nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Trong đó, khúc cua Tử Thần tại lý trình KM224854 trên đèo Prenn đã được thay thế, sửa chữa bằng cầu cải tuyến đa tăng la giúp việc di chuyển của người dân được dễ dàng và an toàn hơn. Sau khi được nâng cấp, mở rộng đèo Prenn trở nên mềm mại và dễ di chuyển hơn. Mặc dù được nâng cấp, mở rộng nhưng tuyến đường đèo Prenn vẫn giữ được vẻ đẹp thơ mộng trước đây và được người dân địa phương cũng như du khách đón nhận, đánh giá cao. Dự án nâng cấp và mở rộng đèo Prenn được Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ, đầu tư với tổng mức đầu tư 553 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, liên danh đèo cả là đơn vị thi công. Sau khi được thông tuyến, các phương tiện được di chuyển với tốc độ tối đa 60 km/h,